Lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Nam ơi. Ngày hôm nay thì Khả sẽ chuyển đổi con Nghe Mi Búp này về Nghe Mi Trưởng nha anh em ơi. Và cho anh em cùng xem sơ qua thì Khả sẽ đổi con này về nhân vật nam nha mọi người. Đồ nhân vật nam Khả đã chuẩn bị rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem sẽ đồ chuyên trưởng chuyên trưởng Nghe Mi Nam sẽ như thế nào nha anh em ơi. Đó, chúng ta đồ đạc đã chuẩn bị nè. Đây. Đồ đại nè, đó. Chống 40 ống 1. Áo phục 40 hồi nội lực kháng lôi. Vũ khí băng sắc nội công 184. Đó. Một cái chiền làm chậm, cái chiền thì có thể thấy ra thì vào thoải mái nè mà, gì làm chậm. Một tên chậm 40. Nhận khăn lôi, nhận khăn lôi. Đại lưng không băng. Nhận không băng. Ngọc bội làm chậm. Ngọc bội là khăn lôi. Giày khăn lôi, đó. Ok, bây giờ Khải lên đã Khải đổi với nhân vật nam cho anh em xem nha. Ok, ta muốn đổi chuyện giới tính, chuyện nữ thành nam. Mỗi người giới tính phải có hết chuẩn bị. Ok. Có hết chuẩn bị ra mới đổi được nha. Ok, nó phải tháo hết ra. Nó tháo hết ra, nó không cho đổi chức cụ luôn ạ. Ok, tháo hết ra cho anh em ơi. Tháo hết đồ ra mới đổi được. Ok, có hết một chỗ. Hai giấy chiên đồ đạc nó vang bên đó. Quý đồ. Nếu anh em đã thấy thì con này đang Mi Búp này nó đường khăn lôi khá là cao nè mọi người. 75 cộng 75 khăn lôi và cộng 5 cộng 6 lần. Khá là cao. Giờ tháo hết ra. Chuyển Nghe Mi Trưởng thì cái lượng khăn lôi nó sẽ thấp lại nha anh em, tại vì chiên hướng đam á thì khăn lôi nó sẽ thấp lại. Rồi. Let's go. Nữ thanh nam. Ok, có thông chúng ta thử gọi là Nghe Mi BD nè mà. Cho nó dễ tí nè, một cây dạng 500 xu, một thẻ chuyển giới. Ok. Sau khi được chuyển thành nam. Ui. Chuyển nam rồi như là có được tài tỷ chúng ta, quên có được miễn phí tài tỷ một trời. Rồi thông trang lên đây. Nên đội cho tới biết được đứng làm tài tỷ hôm nay. Ô, không cho tài tỷ miễn phí luôn, vãi luôn. Giờ tốn bộ tinh thần anh em. Rồi đây mình để phải tới lấy bộ tinh thần rồi. Ok anh em ơi. Xéo cuộc tinh hồng lên đảo. Xéo lên đảo phải đẩy tại tỷ lại hướng thị tinh luôn anh em ơi. Phải đi về hướng đam á. Duyên chuẩn bị mấy viên thị tinh luôn. Sẽ tốn 6 bộ tinh 6 viên thị tinh, 6 viên tinh hồng và 1 và 3 viên thị tinh anh em ơi. Ok anh em ơi, bây giờ Khải lên đảo cho anh em xem nha. Ok man, lên đảo nè, ba cái đánh trận tinh hồng. Ok. Ok. Đù, tí lùm đào báo là cả gơ gần à. Đúng ba. Ồ. Quá dữ. Trời ơi. Dữ dàng. Đù, đào 30-47 đi. Này thiếu đồng đào nào khác dữ à. Thằng 84. Đó đồ. Cho ngồi trang không mặc đồ luôn. Quá cái quá cứng quá cứng. À tối này như là tăng trưởng môn về hộp kim đó nè. Nó là bác đại ca chuẩn bị đồ đạc quá chuẩn luôn đó. Tối này đánh thiếu lâm à. Ok bây giờ Khải tải tới như nào. Tiềm năng nè. Ok, bây giờ Khải sẽ tải mang đồ cho anh em xem. Sức đồ khá là chất lượng em ạ. Rồi. Ok. Kim năng. Hiện tại thì bọn vào sức đồ anh em xem xong qua. Ủa giá trị em có thể. Này dòng 1 thì tí mình xuống Khải lấy gia viên dòng 1 em ạ. Ok, thắng lôi. Tí nữa Khải lấy dừng dòng 1 thì sẽ được 30 điểm chậm á. Thì kèm với cái bao tên này sẽ đạt 80 điểm chậm như nào. Rồi. Khăn lôi. Auto khăn lôi. Đó. Bình sát nội công 184. Áo. Đó. Ok chưa. Đó vậy thôi. Khăn lôi 75. Để coi mang đai lưng khăn lôi cho thử bao nhiêu khăn lôi. Hiện tại đang thừa cái đai lưng khăn lôi 30. Mang thử. Đồng lên cộng 1. À. Khăn lôi 15 cộng 1. Bạn này khăn lôi 15 cộng 1. Nói chung là đi Nghe Mi Trưởng á. Nghĩ chứ khăn băng. Ủa khăn băng có mười mấy điểm mà thảm nha. Thêm miếng khăn băng. Khăn băng gặp Nghe Mi Trưởng kia là quýt không lại nó nè. Đó. Thay cái thở thi như này vào cái nhẫn nữa. Nhẫn thêm ngọc bội. Đó. Trời. Mang cái này khăn lôi 28. Mang cái này khăn lôi 28 sau đánh nè. Đấy. Hiện tại thì xếp đồ này nó muốn tao còn ít khăn lôi nè. Chắc là phải bỏ ngọc bội ra ngoài. Nhẫn này cho là ngồi bỏ khăn lôi vô rồi ít nhất phải như thế này nè mà một món khăn băng này
dây chuyền này tí nữa mang dây chuyền 530, ở dưới Khải có một dây 530 á. Rồi thì nó ra 80 chậm, phun thắng lôi, thắng băng. Rồi những này thôi, giống nào Khải tăng ít điểm rồi đánh cái điểm mà không mang lên lưng được đâu mà. Mang lên lưng vô thì không hàng có 17 hay mang lên lưng nha. Dù gì nghe mới trưởng mà thắng lôi càng càng khỏe càng tốt. Còn nghe mươi kia con cũng lồn lò này mà, đúng không? 75 cộng 1 rồi, đó này rồi. Và hết cái này còn được 75 cộng 1 rồi. Hết này được 75 rồi mà. Cái này phi phong kháng cả thôi. Ờ, được 75 cộng 1 này. Rồi ưu tiên kháng lôi và 80 chậm 40 chó, hiểu không? 80 chậm là tính từ gia chiên vào tay. Thì gia chiên này 30 đi, tí nữa Hải sẽ tăng vài điểm thanh âm á, thì nó sẽ lên 80 chó, 80 chậm nữa. 80 chậm và cái này là 40 chó nữa. Đó. Không có kháng động, mang cái này không có kháng động. Rồi mang cái này không có kháng động, mang này đẩy lên ít khá còn khỏe nha. Một cái đai lưng kháng băng này, chắc là một đai lưng kháng băng này rồi cứ cái áo kháng động luôn. Rồi giờ chiên tới thì thi chiên vòng một kháng lôi được, tính ra lượng mang kiểu này ngay mười trưởng kháng lôi được 70 năm 75, nó có bị phòng 75. Khả phải mang đầu kích cái áo kháng độc 24 này, chứ không kích uổng lắm mà gặp nằm động này nó quấn nhanh chết. Ok, dạ ok rồi. Bốn nó cái đai lưng rồi. Rồi ok ạ. Nghe mi trưởng mà nè. Nghe mi trưởng đi theo đội hình nghe mi thì nó khác bằng 75 thôi. Nó không lên điều 75 hết thôi. Ok. Nếu hôm nay người tải kỹ năng à. Rồi con này là chuyên trưởng nha mọi người. Con này là chuyên trưởng 100% nha. Anh em xem. Chuyên trưởng 100% và Khải sẽ làm một con nghe mươi trưởng khác. Chiến trưởng 100% con này là máu, full máu nha nè. Chiến trưởng 100% full máu tầm này. Kỹ năng tầm này không có nhiều là full máu. Rồi full xem, full máu full xem. Đã đang có hai kỹ năng rồi. Máu full xem rồi. Thanh âm, thanh âm thì tăng hiện tại bây giờ cho ví dụ như thêm 20% nổi. Chướng nè, chướng nè. Thì một điểm bóp thì vui, cần thì bóp cũng cần thì vẫn chướng 100% như thế này. Chướng tầng 2 nè. Ok, chống phái nè. Rồi, chống phái nè. Chuyên chướng thì mắt chống phái trước cái. Tính sau. Rồi, mắt chống phái 32. Mắt xe huyết. Cứ mắt ra cái đàm mà tính tiếp. Mắt xe huyết. Rồi, mắt tầng 2 tiếp nè. Tứ tường động quy nè. Nó sẽ tăng tầng 2 là Kim Đỉnh Phật Quang và Binh Lạc Tinh tầng 2. Kim Đỉnh Phật Quang tầng 2, ok. Tầng 2 trước nè. Mắt tầng 2 trưởng nhà thốt rồi mà. Rồi, ok, xem khi mắt tầng 2 dẫu đầu là tầng 1 đây, Binh Sắc Nội nè. Phía này, có thanh âm. Rồi, thanh âm. Thanh âm. Còn điểm chạy nè, ok. Con này sẽ xây 3 kill như nè. Thanh âm Khải sẽ cố gắng tăng lên 10 điểm nữa. 10 điểm thanh âm. Ok. 10 điểm thanh âm cho nó đạt cái này móc 80 nha nè. Này 40, này 30. 10 điểm thanh âm. 10% thanh âm nha. 10% thanh âm. Sẵn tiện cái áo nó đạt móc 47 luôn nè mà. Đây nè, áo 40 nè. Áo 40 kèm một cái này phục hồi 7 nó đạt móc 47 phục hồi nha nè. Rồi. Thì nó sẽ đạt 80 cho 80 chậm luôn. 80 chậm và đạt móc phục hồi 40. Rồi hiếm á. Rồi, bắt đầu full down thôi. Ok, full băng sát này. Cái này là tăng ok, băng sát, quá đẹp. Đây chỉ có 4k hơn. Ok, rồi. Cho anh em xem con này là sẽ là cái mươi trưởng nha nè. Ok, chính là cái auto hậu cần nè, chiêu thức nè, thanh âm, hoặc tâm này. Lưu thủy nè. Rồi, nó sẽ xây 3 kill. Lưu thủy, thanh âm và ok, máu 9000 xuống 9007, ok đó. Này nghe miền Nam nha nè, đó. Ta phi phong vô là khác, được 75, ok. Làm phải đáy, đánh cho anh em xem ạ. Bỏ ra lưng kháng lôi 30 ra ngồi nè mày. Đợi nó kích cái, đợi nó kích cái dòng kháng động như là kích dòng kháng quanh nè. Hay được hai kháng nè mày. Thì nghe mấy chướng mà thằng nào solo mình đâu, đứng solo mình chụp chết ngay nè. Được không? Xong đào rồi đẹp không? Rồi, để giúp cho anh em xem coi.
này là chính đầu tôi búp thấp thấp thôi. Này nghe nghe bị trưởng chuyên trưởng là búp thấp thấp thôi. Chủ yếu là đam này mà. Rồi. Chủ yếu là đam này. Đó. Sợ nhức nách luôn. Đây văn sát nội công này thì 184 thì nó sẽ tăng cho con Emmy này khoảng 184 lực tây nha nam. Lượng văn sát khá là ok. Đánh hôm nay thì theo xe chụp lại thì con lồn đánh khỏi chờ luôn em ạ. Ok ạ. Mana 600 700 được. Đồ tầm này ưu tiên mana khá nhiều nè. Toàn mana đó. Mana chủ đạo sinh lực mana. Má trời ok chờ. Rồi cái ngọc bòi cái gia truyền này tí nữa khải xuống đạo cũng mang gia truyền làm 130 vô là xong. 130 nữa đạt móc 80 nha nè mà. Khải có một giây ở dưới. Mấy này không mang được. Mang vô thì nó mất lượng rồi khá nhiều. Mà mang vô nhiều. Không lo còn 54 không đánh nổi, đánh hội đồng không nổi nữa. Vô còn 54. Hoặc là mình sẽ thay chỗ này cho chuyền kháng lôi nè. Cái này móc 80 trọng luôn nè. Đó. Thay chỗ này vào cho chuyền kháng lôi 20 là được. Kháng lôi 20, 21 đó là được. Đúng không? Đó. Rồi ok. Rồi xuống đảo nha nam. Đó, sau khi thay đổi chế độ thì Khải nghĩ 40 chón với hiệu ứng 40 chón 80 trọng thì ngang mươi trưởng này nó sẽ có cơ hội nhấc tay khá là đều này mà. Đó. Rồi chỗ này sẽ thay vào cho chuyền kháng lôi là đẹp. Ok chưa? Kháng lôi trên 20 đẹp rồi. Nó trên 20 được rồi. Còn mình muốn mang kiểu kia thì mình mang kiểu kia thôi. Đó. Muốn mang kiểu kháng băng thì mang chỗ này. Nhẫn này vô có kháng băng đó. Kháng băng và kháng lôi còn hai mối à. Rồi ok nè mà. Đây là chuẩn nấm hành luôn. Này là chuẩn nấm hành một khí thủy luôn á. Chuẩn nấm hành. Này, hỏa thủy thổ nè. Mộc. Rồi. Bây giờ mang cái chỗ này kháng lôi cho nó khỏe. Một món kháng băng được rồi. Rồi xuống đảo tìm cho chuyện kháng lôi trên 20 mang vào nha nam. Trên 20 mang vào thì lượng kháng lôi khoảng 75. Đó, 60-75 là đẹp rồi. Rồi xuống đảo. Rồi, anh em theo dõi video thì đừng quên ủng hộ cho lần thay đổi này của Nghe Mươi Trưởng Khải về chuyên trưởng một like cho sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Và Khải sẽ úp một con Nghe Mươi kia lên Nghe Mươi búp khác nha nam. À, tầm này chơi lại hai game mi nè mày, bỏ thiên nhẫn ra, đi tống kim này nọ, bỏ thiên nhẫn ra nó sẽ khỏe hơn. Thiên nhẫn tại vì nó thiên nhẫn không làm được gì trong cái dàn kéo xe, không làm được gì. Game mi này có thể phụ chụp này nọ, mình giữ chân lại mình đam nó khỏe hơn nè. Nhiều hôm đánh con game mi mà vừa búp vừa chụp á, nó đánh không có đam, đâm ra giữ đối phương không được nè mày, giữ đối phương không được. Rồi ok, xuống đã nha mọi người. Rồi ok, cảm ơn em đã theo dõi video, đừng quên để lại cho Khải một like, cho sẻ hỗ trợ em ơi. Kính chúc em một ngày mới vui vẻ nha. Ok, bye bye.